Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Cậu bé quay lại, ngạc nhiên khi thấy cha cậu đang đứng phía sau. Cậu bé có vẻ lo lắng và do dự khi trả lời. Nhưng sau khi được hỏi lại, cậu thừa nhận với bố rằng cậu đang nói chuyện với người phụ nữ trong đài phun nước. Cha của cậu bé tỏ ra khá bối rối. Người phụ nữ trong đài phun nước ư? Đúng vậy. Cậu bé giải thích rằng cô ấy rất tốt, giống như mẹ. Cậu bé cho rằng người phụ nữ trong đài phun nước thậm chí có thể là mẹ cậu. Người cha thở dài, nắm lấy tay cậu bé và dẫn cậu vào nhà, nơi người cha đang tổ chức một buổi họp mặt nhỏ. Một trong những vị khách của người cha hỏi mọi thứ có ổn không, và anh ta nói với cô ấy rằng mọi thứ đều ổn. Anh ấy chỉ lo lắng cho con trai mình. Đó là một năm rất khó khăn sau cái chết của vợ ông. Anh ta nói với cô ấy rằng anh ấy sợ mình có thể đang hành động một cách thái quá khi anh ấy quan sát cậu bé đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ và đài phun nước ở sân sau của họ. Cuối tuần đó ở trường, các em học sinh phải vẽ bức tranh về gia đình của mình. Giáo viên đang di chuyển từ trẻ này sang trẻ khác, kiểm tra các bức vẽ của chúng và dừng lại ở cậu bé. Cô muốn biết cậu bé đang vẽ gì. Cậu bé giải thích rằng đó là bức vẽ của cậu. Bố cậu và mẹ cậu sống trong đài phun nước. Cô giáo không hiểu. Mẹ cậu bé sống ở đài phun nước ư? Đúng vậy. Cậu bé nói với cô, đài phun nước ở sân sau nhà họ là nơi yêu thích nhất của mẹ cậu bé. Mẹ đã từng nói với cậu rằng đó là một nơi kỳ diệu và là lý do họ mua ngôi nhà. Sau khi mẹ cậu mất, thì cậu nghe thấy một giọng nói phát ra từ đài phun nước. Nghe không giống của mẹ cậu, nhưng cậu biết đó là mẹ. Và hiện tại mẹ đang sống ở đài phun nước. Người cha cảm ơn giáo viên đã gọi điện và hứa rằng sẽ nói chuyện với con trai của mình. Anh ấy rất lấy làm tiếc khi những đứa trẻ khác trong lớp sợ hãi trước những câu chuyện về một người phụ nữ trong đài phun nước, và anh ấy đảm bảo rằng sẽ giải quyết việc này một cách êm đẹp. Đêm đó, khi cậu bé leo lên giường ngủ, người cha nói với cậu bé rằng ông biết cậu rất nhớ mẹ, nhưng cậu bé cần phải dừng kể câu chuyện về người phụ nữ trong đài phun nước. Người cha biết cậu nhớ mẹ rất nhiều và ước mẹ có thể quay lại, nhưng cậu cần nhận thức rằng mẹ cậu đã đi xa và sẽ không quay trở lại. Người cha hôn lên trán cậu bé và nhắc với cậu một lần nữa rằng đừng kể bất kỳ câu chuyện nào về người phụ nữ kia nữa trước khi đóng cửa phòng ngủ. Ngay sau khi cha cậu rời đi, cậu bé bước xuống giường, đi tới cửa sổ phòng ngủ và nhìn xuống sân sau và nhìn chằm chằm vào đài phun nước. Cậu bé quan sát những tia nước nhảy múa trên mặt nước gợn sóng. Nước lặng đi một cách kỳ lạ cho đến khi một bàn tay dường như được tạo ra từ nước nhô lên khỏi bề mặt của đài phun nước và vẫy tay với cậu. Người cha rời khỏi phòng tắm và nhìn vào phòng kiểm tra con trai trước khi quay trở lại phòng ngủ của mình. Anh ta đứng thẳng người khi phát hiện ra rằng con trai không có trên giường. Anh ta chạy vào phòng con trai và kéo chăn ra khỏi giường, nhưng không có ai ở đó. Anh điên cuồng gọi con trai và nhìn quanh phòng. Đột nhiên, anh nhìn thấy thứ gì đó. Anh chạy nhanh đến cửa sổ, nơi anh nhìn con trai của mình đang đi về phía đài phun nước. Nhưng điều thực sự khiến anh chú ý là người phụ nữ trong mờ và tỏa sáng dưới ánh trăng đang vẫy gọi cậu bé đến gần cô. Người cha lao nhanh xuống cầu thang và lao ra sân sau, nơi con trai của mình đang ôm người phụ nữ bằng nước kia. Anh ta vô cùng sợ hãi, nhưng bản năng làm cha đã thôi thúc anh ta chạy nhanh đến đài phun nước và kéo cậu bé ra khỏi sinh vật. Khi anh kéo cậu bé trở lại từ đài phun nước, anh nhìn thấy hình dáng đầy nước của người phụ nữ đã trở lại thành chất lỏng và hòa tan trở lại với đài phun nước. Người cha đưa cậu bé vào trong nhà. Anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng người cha cứ lặp đi lặp lại với cậu bé rằng không sao, hiện cậu bé đang an toàn. Ngày hôm sau, người cha nói chuyện điện thoại với một linh mục ở địa phương. Anh ta biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng cảnh sát không tin anh và anh ta không biết phải làm thế nào. Vị linh mục nói với anh ta rằng đừng lo lắng, ông sẽ sớm có mặt để giúp cậu bé. Vị linh mục đến nhà cùng với hai người phụ tá và nói với người cha rằng tốt nhất là ông và con trai mình nên rời đi. Cậu bé khóc lóc, cầu xin họ đừng làm tổn thương người phụ nữ tốt bụng trong đài phun nước. Người cha phải cố gắng để giữ chặt con trai mình và cuối cùng đã có thể kéo cậu bé ra khỏi nhà. Khi hai cha con vừa rời đi, vị linh mục quay sang các trợ lý của mình. Ông cởi áo, để lộ một chiếc áo vest đặc chủng bên dưới có in logo SCP. Các trợ lý của ông cũng làm như vậy. Đã đến lúc quản thúc, ông ta nói khi họ đi ra sân sau hướng tới đài phun nước, nơi có một sinh vật dị thường sống ở đó. Xin chào, tôi là tiến sĩ Bob và đây là SCP-054, còn được gọi là Mỹ Nhân Nước. SCP-054 là tên gọi mà tổ chức SCP đã đặt cho một thực thể dị thường với một số đặc tính rất kỳ lạ. Được tạo thành từ 9 lít nước và có vẻ là nước suối bình thường, SCP-054 thường xuất hiện dưới hình dạng một người phụ nữ, nhưng nó cũng có khả năng xuất hiện với nhiều hình dạng người khác hoặc dạng hình học đơn giản. Người ta vẫn chưa biết làm thế nào nó có thể tạo ra,
và giữ những hình dạng này, hoặc làm thế nào nó có thể di chuyển xung quanh những hình dạng như vậy. Vì tất cả các thử nghiệm được thực hiện cho đến nay đều không cho thấy bất kỳ hiện tượng nhiệt, điện từ, sinh học nào hiện diện trong cơ thể của nó, những thứ có thể giải thích khả năng của nó. Bất cứ khi nào SCP-054 đi vào một vùng nước, nó sẽ hòa lẫn, không thể phân biệt được với vùng nước xung quanh. Và có vẻ như thỉnh thoảng nó phải hòa nhập hoàn toàn vào nước để bổ sung đủ lượng nước, vốn liên tục bị giảm đi do bay hơi. Nước được ngưng tụ sau quá trình bay hơi của SCP-054 cũng đã được tổ chức thu thập, nó cũng không thể phân biệt được với nước thông thường và không có tính chất đặc biệt nào. Sau khi được phát hiện, SCP-054 đã được chuyển đến điểm 08 để quản thúc, nơi có thể tiến hành các nghiên cứu bổ sung về sinh vật này. Phòng gian đặc biệt của nó được làm kín nước và được trang bị hệ thống kiểm soát khí hậu chuyên biệt, cũng như một đài phun nước trang trí công phu chứa đầy nước sạch. Đáng ngạc nhiên là thực thể này dường như rất thích ngôi nhà mới của mình và tỏ ra vui vẻ khi tiếp xúc với các nhà nghiên cứu, bảo vệ và nhân viên bảo trì của tổ chức, thường xuyên bắt chước hình dạng của họ một cách thích thú. Mặc dù lúc đầu, SCP-054 sẽ quay trở lại đài phun nước khi nó không tương tác với các nhân viên. Theo thời gian, nó dường như ngày càng thích nghi và thoải mái hơn, cuối cùng đã dành gần như toàn bộ thời gian của nó ở bên ngoài khu vực nước. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ phản kháng bằng cách quay trở lại đài phun nước và biến mất trong nước khi người ta cố gắng lấy mẫu trực tiếp từ cơ thể của nó. Mặc dù đã tránh việc lấy mẫu nước để kiểm tra, nhưng thông qua nhiều thử nghiệm khác nhau của nhà nghiên cứu SCP, tiến sĩ Shaker, phần lớn kiến thức về SCP-054 đã được tổ chức thu thập. Mặc dù các phương pháp mà các nhà nghiên cứu sử dụng để thu thập thông tin có phù hợp với đạo đức hay không là tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Trong một thử nghiệm được gọi là thí nghiệm mất nước, SCP-054 bị ngăn tiếp cận với nước. Kết quả là hình dạng của nó thay đổi, nó trở nên nhỏ gọn hơn, rất có thể để giảm diện tích bề mặt càng nhiều càng tốt và để giảm tốc độ bay hơi xảy ra. Trong vài ngày đầu tiên sau khi nguồn nước bị loại bỏ, nó sẽ vui vẻ chào đón bất kỳ ai bước vào phòng giam của nó. Điều này có thể cho thấy rằng nó đang cố gắng tạo thiện cảm với nhân viên cung cấp nước cho nó. Sau một vài ngày, nguồn cấp nước của nó vẫn không được bật. Nó không còn tỏ ra vui vẻ nữa, có lẽ nhận ra rằng tính cách vui vẻ của nó cũng không thể giúp được gì. Trong một bài kiểm tra nhiệt độ khắc nghiệt, các nhà nghiên cứu đã được phép thử nghiệm với việc đưa SCP-054 vào nhiệt độ dưới 0 độ C. Thực thể ngày càng trở nên lờ đờ khi nhiệt độ trong khu vực thử nghiệm hạ xuống, và cuối cùng nó bị đóng băng hoàn toàn. Các vụn băng đã được thu thập để nghiên cứu, nhưng phân tích không cho thấy bất thường hoặc khác biệt so với nước tiêu chuẩn. Khi nhiệt độ tăng lên tới 95 độ C, gần với nhiệt độ sôi 100 độ của nước, SCP-054 trở nên rất hung hãn khi nhiệt độ gần đến ngưỡng trên mà nước vẫn là chất lỏng, và nó cố gắng thoát ra khỏi buồng thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sau thử nghiệm này, thực thể ngày càng trở nên chống đối với việc di chuyển từ phòng giam của nó đến khu vực thử nghiệm. Có khả năng sợ rằng các nhà nghiên cứu đang có ý định làm hại nó. Trí nhớ của SCP-054 cũng đã được kiểm tra và nó tỏ ra rất có kỹ năng trong việc giải các câu đố và thoát khỏi mê cung. Ban đầu, các nhà nghiên cứu gặp vấn đề với việc thúc đẩy SCP-054 tham gia, nhưng tiến sĩ Shaker phát hiện ra rằng dị thường rất nghe lời khi sử dụng các cú sốc điện. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu thấy rằng họ đã gây áp lực quá giới hạn với SCP-054 và họ sớm phát hiện ra rằng cần cho nó khoảng thời gian nghỉ ngơi 48 giờ giữa bất kỳ thử nghiệm vất vả nào. Thử nghiệm cuối cùng được thực hiện nhằm mục đích hiểu rõ hơn về cách SCP-054 duy trì hình dạng của nó bằng cách cho nó phản ứng với dung dịch axit chlorhydric. Không có gì ngạc nhiên khi nó chống lại thử nghiệm này và nhiệt độ trong khu vực thử nghiệm được hạ xuống chỉ trên mức đóng băng để tiến hành thử nghiệm và kiểm soát hành vi của nó. Tuy nhiên, điều này được chứng minh là không đủ. SCP-054 đã chống trả lại tiến sĩ Shaker và trợ lý nghiên cứu của ông, khiến cả hai bị thương nặng và buộc phải tạm dừng thử nghiệm. Trên thực tế, tất cả các thử nghiệm trên SCP-054 đã bị dừng sau sự cố này vì nó dường như tăng mức độ ngờ vực đối với nam giới, là những nhân viên chiếm phần đông trong việc thực hiện các thử nghiệm. Sau cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên của tổ chức, SCP-054 đã được phân loại là Euclid. Tuy nhiên, khi các thử nghiệm kết thúc và SCP-054 không còn phải tiếp xúc với các nhân viên nghiên cứu phụ trách các thử nghiệm, đã hơn 5 năm mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra nữa. Sau khoảng thời gian này, SCP-054 đã được xếp xuống nhóm an toàn và bây giờ có vẻ như đã sẵn sàng bắt đầu tham gia các thí nghiệm lần nữa. Mặc dù bây giờ tất cả các thử nghiệm đều thuộc phạm vi kiểm tra của đơn vị sinh học E7 và chỉ nên sử dụng các nhân viên nữ. Mặc dù được phân loại là an toàn, vẫn phải duy trì sự cảnh giác, thận trọng khi tiếp xúc với SCP-054. Nhân viên bảo trì được yêu cầu mặc bộ quần áo hóa chất khi làm việc bên trong khu vực quản thúc và phải dành 10 phút trong phòng sấy khô đặc biệt sau khi rời khỏi để đảm bảo rằng SCP-054
không có cách nào thoát ra ngoài. Trong trường hợp có vi phạm quản thúc, toàn bộ khu vực bao quanh phải được bơm nitơ lỏng để đóng băng thực thể. Có phải Mỹ Nhân Nước là một ví dụ về việc tổ chức SCP đã đi quá xa, giam giữ một dị thường vô hại, người luôn tỏ ra vui vẻ và lành tính cho đến khi nó bị gây hại? Hay đây đơn giản chỉ là cái mà chúng ta phải trả để nâng cao kiến thức về các hiện tượng dị thường và có khả năng ngăn chặn một mối đe dọa nguy hiểm đối với nhân loại? Câu trả lời cho câu hỏi đó là tùy thuộc vào bạn. Để nâng cao kiến thức của bạn về những dị thường mà tổ chức SCP đang quản thúc và có khả năng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi khuyên bạn nên xem các hồ sơ SCP-007, Hành tinh trong bụng và SCP-163 về lạc đường thiên cổ. Và như mọi khi, hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.